Alo, 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 kính thưa quý thầy cô, thì tiếp theo chương trình thì đây là một cái nội dung rất là quan trọng để hướng dẫn các thầy cô tạo một khóa học trên hệ thống MS ấy. Thì chúng tôi đã mời cô Thiên Trúc là chuyên viên của trung tâm thông tin của sở dục sẽ giúp cho các thầy cô thực hiện hướng dẫn tạo một khóa học trên hệ thống MS. Thì cũng rất là cảm ơn cái nhiệt tình của cô Trúc đã nhận lời mời của chúng tôi. Thì sau đây các thầy cô sẽ làm việc với cô Trúc. Xin trân trọng kính mời cô Trúc làm việc với các thầy cô tổ trưởng ạ. Xin mời cô ạ. Xin chào quý thầy cô, em xin phép giới thiệu em là Thiên Trúc. Hiện tại đang là chuyên viên tại Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay nhận được lời mời của thầy Huỳnh Việt Hùng, em xin phép hướng dẫn thầy cô sử dụng một trong 12 phần mềm theo công văn của phòng trung học đã tích hợp cơ sở dữ liệu để các bạn học sinh và thầy cô có thể là đồng bộ các tài khoản vào hệ thống này. Về nội dung của buổi tập huấn ngày hôm nay thì em xin phép được hướng dẫn thầy cô các nội dung như sau. Nội dung đầu tiên là hướng dẫn cho thầy cô cách để thầy cô có thể tạo được các khóa học. Nội dung thứ hai, em sẽ hướng dẫn cho thầy cô thêm mô đun cho từng khóa học. Thứ ba, thầy cô sẽ biết được cách như thế nào để thêm các học viên vào khóa học. Nội dung thứ tư, em sẽ hướng dẫn cho thầy cô thêm nội dung vào từng mô đun. Ví dụ như là thầy cô sẽ thêm các file tập tin, file Word, PDF hoặc là file PowerPoint để các bạn học sinh có thể xem trước các cái bài giảng của thầy cô. Hoặc là thầy cô có thể là thêm nội dung của câu hỏi với dạng trắc nghiệm tự luận hoặc các dạng câu hỏi khác mà hệ thống LMS hiện nay đang hỗ trợ. Phần cuối cùng là em sẽ hướng dẫn thầy cô thêm cái chuyên mục thảo luận vào trong nội dung của module. Tiếp theo đó thì sau khi mà thầy cô đã tạo được các câu hỏi ở trên hệ thống LMS, em sẽ hướng dẫn cho thầy cô cách xem điểm, cách chấm điểm bài thi của học sinh và xem lớp của học sinh là từng hành vi của các em trong từng thời điểm thì các em đã chọn câu gì và các em có rời khỏi màn hình làm bài hay không. Phần thứ sáu, sau khi đã tạo xong các nội dung của khóa học thì thầy cô sẽ thử đóng vai là một học viên để xem thử là khóa học của mình các em học viên sẽ thấy như thế nào, kiểm tra lại một lần nữa để xem có sai chỗ nào không. Và cuối cùng là em sẽ hướng dẫn nhanh cho thầy cô cái cách để thầy cô có thể tạo được một cái phòng học trực tuyến ở trên hệ thống LMS. Để hướng dẫn thầy cô chi tiết hơn thì em xin phép được chia sẻ màn hình. Và ngày hôm nay thì thầy cô cũng biết là hệ thống LMS hiện tại đang quá tải, cho nên là em sẽ sử dụng một cái đường link khác để hướng dẫn thầy cô cách tạo các cái khóa học ở trên hệ thống. Thì đường link này hiện tại đang hỗ trợ tiếng Anh, cho nên là thầy cô thông cảm giúp em nha. Dạ, ở đây thầy cô mình thấy cái màn hình em chia sẻ chưa? Thấy rồi em, thấy thấy. Về phần thao tác đăng nhập ở trên hệ thống LMS thì chắc em sẽ không hướng dẫn lại nữa. Thầy cô chỉ cần sử dụng cái tài khoản đã được sở cung cấp thì thầy cô có thể truy cập vào hệ thống LMS. Đây là giao diện mà các thầy cô sẽ thấy được sau khi truy cập vào LMS. Thì có một số thầy cô nội dung của khóa học á, thầy cô không tìm thấy được sau khi thầy cô đăng nhập vào. Thì thầy cô lưu ý giúp em là trên cái thanh bảng điều khiển này nó sẽ cho thầy cô chỉ thấy được một số khóa học thôi, bởi vì là không đủ cái khoảng để mà thầy cô xem được tất cả các khóa học. Thầy cô muốn tìm xem tất cả các khóa học thì thầy cô vào cái mục khóa học này giúp em nha. Sau đó là thầy cô sẽ chọn cái phần là xem tất cả khóa học ạ. Đây, thầy cô kéo xuống các khóa học ở bên dưới và mình bấm chữ tất cả các khóa học thì thầy cô sẽ gõ cái tên khóa học mình cần tìm vào đây. Ở mục đầu tiên em sẽ hướng dẫn thầy cô là cách để thầy cô có thể tạo khóa học. Thì hiện nay các khóa học mà trên lớp của thầy cô á, thì tài khoản admin đã tạo sẵn cho thầy cô rồi và các lớp học sẽ được đồng bộ dữ liệu học sinh và lớp học trên hệ thống trang quản lý sang trang LMS. Cho nên là thầy cô khi mà truy cập vào đây thì thầy cô chỉ cần vào đúng lớp học của mình
và tạo các nội dung cho khóa học. Em sẽ hướng dẫn thêm cho thầy cô nếu như mà mình không có lớp học hoặc là mình muốn tạo những cái khóa học ở bên ngoài thì thầy cô sẽ làm như thế nào. Thì mình sẽ kéo xuống ở đây, thầy cô sẽ thấy có một cái chữ là bắt đầu một khóa học mới, thì thầy cô sẽ đặt tên cho cái khóa học này, ví dụ như là lớp học cô Trúc. Rồi, sau khi mà thầy cô đã đặt tên xong cho khóa học này thì thầy cô chỉ cần bấm vào nút tạo khóa học. Như vậy là khóa học của thầy cô đã được tạo rồi. Thì lúc này sau khi mà đã có khóa học rồi thì em sẽ hướng dẫn cho thầy cô cái cách để thầy cô có thể thêm nội dung của từng khóa học. Ở đây sẽ có một cái nút là thêm module như thầy cô. Thêm module ở đây giống như là thầy cô thêm chương, thêm bài cho các khóa học đó. Ví dụ như ngày hôm đó thầy cô dạy cho các bạn học sinh là bài 1, lịch sử Việt Nam. Thì thầy cô sẽ bấm vào cái nút thêm module và mình sẽ đặt tên cho cái module này là bài 1, lịch sử Việt Nam. Thì ở đây thầy cô muốn học sinh là khi nào thấy được cái khóa học này thì thầy cô sẽ bấm vào cái tính năng là được khóa cho đến khi. Thì đến khi mà cái thời gian mà thầy cô đã cài đặt á, thì các bạn học sinh mới thấy được cái bài học nội dung của bài 1 lịch sử Việt Nam nha thầy cô. Sau khi đã đặt tên xong bài 1 thì thầy cô chỉ việc bấm thêm module. Rồi, ở đây thì thầy cô đã thêm được một cái module rồi. Tuy nhiên là trong module này nó chỉ là cái tên thôi chứ nó chưa có nội dung. Thì thầy cô sẽ nhìn sang bên dấu cộng ngay chỗ mà module của thầy cô. Thì thầy cô sẽ bắt đầu thêm những nội dung cho cái bài 1 lịch sử Việt Nam này. Thì ở đây em sẽ bắt đầu thêm cái đầu tiên, đó chính là thêm tập tin. Thì thầy cô khi mà trong quá trình giảng dạy thầy cô có những file tài liệu hay hoặc là những cái file PowerPoint, file Word thầy cô muốn chuyển lên trên hệ thống LMS cho học sinh xem trước để các em biết được cái bài giảng ngày hôm nay như thế nào, thì thầy cô chỉ việc là bấm vào cái dấu cộng nút ở đây và sau đó là thầy cô sẽ chọn thêm tập tin vào. Ở đây thầy cô sẽ nhấp chọn vào cái nút là tập tin mới nè, mình sẽ đặt tên cho cái tập tin này. Ở đây có một cái nút là chọn cái file, thì thầy cô chỉ việc là lấy những cái file mà thầy cô đã chuẩn bị sẵn ở trên máy rồi thì thầy cô upload lên trên đây. Ví dụ em có một cái file Word, em sẽ chia sẻ vào đây. Sau khi mà mình đã thêm được cái tập tin này rồi thì thầy cô chỉ việc bấm vào nút thêm mục. Như vậy là cái tập tin file Word của thầy cô đã được đưa lên trên hệ thống. Thì thầy cô lưu ý giúp em là ở đây nè, tất cả các khóa học các bạn học sinh xem được phải được công bố. Thì ở đây task 1 practice file Word của em đã được công bố, có nghĩa là nó đã có tích xanh ở đây. Tuy nhiên cái phần module vẫn chưa được tích xanh, cho nên là sau khi mà thầy cô đã thêm tất cả nội dung cho module này thì thầy cô bắt buộc phải tích xanh vào cái dấu này để công bố khóa học, thì các bạn học sinh mới xem được các nội dung của bài 1 lịch sử Việt Nam nha thầy cô. Phần tiếp theo em sẽ hướng dẫn cho thầy cô cái cách để thầy cô có thể là thêm câu hỏi cho nội dung trong module. Thì ở đây, khi mà thầy cô bấm dấu cộng vào module thì thầy cô sẽ thấy được là có hai cái giống nhau, đó chính là bài tập và đề kiểm tra. Thì ở đây bài tập nó sẽ thiên về cái việc là thầy cô kiểm tra các hoạt động, ví dụ như là buổi tối thầy cô muốn giao những cái bài tập rèn luyện thêm cho các bạn học sinh thì thầy cô có thể chọn phần bài tập. Thì bài tập này thầy cô có thể chọn chế độ là thứ nhất là lấy điểm của các em học sinh, thứ hai là chỉ cần các em học sinh nộp bài là các em học sinh sẽ được hưởng điểm, thì thầy cô sẽ chọn một bài tập. Còn phần đề kiểm tra này là bắt buộc các bạn học sinh phải hoàn thành đề kiểm tra, thì thầy cô sẽ dựa vào cái bài của các bạn học sinh và chấm điểm cho các bạn học sinh nha. Có nghĩa là đề kiểm tra là bắt buộc phải lấy điểm nha thầy cô. Còn bài tập thì có thể chọn là lấy điểm hoặc không lấy điểm ạ. Ở đây em sẽ hướng dẫn cho thầy cô cách để thầy cô có thể là thêm một cái đề kiểm tra như thế nào. Thì thầy cô sẽ tạo, chọn ở đây là đề kiểm tra. Xong mình sẽ đặt tên cho đề kiểm tra này. Em ví dụ như là bài ôn tập bài 1.
câu hỏi ôn tập bài 1. Sau khi mà thầy cô đã đặt tên xong cho đề kiểm tra này thì thầy cô sẽ nhấp vào nút là thêm 1. Sau khi đã có nội dung của câu hỏi ôn tập bài 1 rồi thì thầy cô sẽ bắt đầu thêm các câu hỏi cho bài tập số 1 này nha thầy cô. Thì thầy cô chỉ việc là nhắc vào cái câu hỏi ôn tập bài 1 thì nó sẽ hiện ra một cái giao diện để thầy cô có thể chỉnh sửa. Thì lúc này thầy cô sẽ nhắc vào cái nút bên trên là nút chỉnh sửa nè thầy cô. Thì ở đây sẽ có hai phần. Phần đầu tiên là thầy cô sẽ cập nhật thông tin chi tiết cho câu hỏi này. Và phần thứ hai là thầy cô sẽ thêm nội dung cho câu hỏi. Thì em sẽ bắt đầu hướng dẫn cho thầy cô phần đầu tiên, đó chính là thêm nội dung chi tiết cho câu hỏi. Có nghĩa là khi mà học sinh mở ra cái đề kiểm tra này thì thầy cô sẽ có một cái dòng hướng dẫn cho các bạn học sinh. Ví dụ như đây là bài kiểm tra. Kiểm tra lấy điểm thường xuyên của các em. Ở đây thầy cô lưu ý là thầy cô nên thêm nội dung chi tiết vào cái phần hướng dẫn này để các bạn học sinh khi mà mở cái bài kiểm tra ra các bạn sẽ biết được là cái cách thức làm bài kiểm tra như thế nào nha thầy cô. Tiếp theo đó là thầy cô sẽ thêm các cái tính năng cho bài kiểm tra này. Em ví dụ như là thầy cô sẽ chọn dạng đề kiểm tra. Bài kiểm tra 15 phút trắc nghiệm kiến thức thì ở đây á, khi mà thầy cô chọn như vậy thì sau này những cái bản báo cáo thống kê của thầy cô nó sẽ chi tiết hơn. Ví dụ như là thầy cô có rất là nhiều bài kiểm tra 15 phút thì hệ thống sẽ thống kê được là từng em học sinh mỗi lần kiểm tra 15 phút của các em điểm là bao nhiêu, từng bài kiểm tra 45 phút điểm của các em như thế nào, thì sẽ có những cái bản báo cáo thống kê chi tiết cho thầy cô. Phần thứ hai, dạng đề kiểm tra thì thầy cô có thể chọn là đây là đề kiểm tra có chấm điểm hoặc đây là đề kiểm tra không có chấm điểm. Thì đối với đề kiểm tra không có chấm điểm thì các bạn học sinh chỉ làm thôi, chứ các em không có nhận được cái điểm ở trên cái hệ thống. Ở đây thầy cô nên chọn đề kiểm tra có chấm điểm, mình chọn mặc định của hệ thống luôn nha thầy cô. Ở đây mới hướng vô. Rồi. Tiếp theo là ở bên dưới có những cái tính năng rất là hay trong lúc mà thầy cô tạo đề kiểm tra cho các bạn học sinh. Ví dụ như là xáo trộn câu trả lời. Thì việc này sẽ giúp cho thầy cô là mình ngăn được cái việc các em gian lận trong lúc quá trình các em làm bài. Thì thầy cô nên tích chọn vào cái tính năng này. Phần thứ hai là giới hạn thời gian. Thì thầy cô muốn các em làm bài trong bao lâu thì thầy cô sẽ nhập vào đây. Và hệ thống sẽ tính bằng phút nha thầy cô. Phần thứ ba là hệ thống sẽ cho phép thầy cô, cho phép học sinh thi lại nhiều lần. Thì ở đây sẽ có các tính năng là thầy cô sẽ lấy điểm, điểm cao nhất là điểm các em học sinh sẽ thử nhiều lần và hệ thống sẽ lấy điểm cao nhất. Điểm mới nhất là hệ thống sẽ lấy cái điểm lần cuối cùng mà các em làm kiểm tra. Và điểm trung bình là số lần mà các em làm kiểm tra thì hệ thống sẽ chia trung bình điểm cho các em. Thì thầy cô sẽ chọn ở đây. Nếu như mà mình không cần tính năng này, chỉ cho các em thi một lần thôi thì thầy cô không cần phải tích chọn vào đây nha. Phần tiếp theo là thầy cô sẽ, tính năng này cũng rất quan trọng nha thầy cô, đó chính là cho phép học viên nhìn thấy đáp án của đề kiểm tra. Thì thầy cô nên chọn vào cái tính năng này, bởi vì là sau khi mà các em học sinh làm bài xong á, thì nhiều khi các em sẽ chụp đáp án và gửi cho các bạn mà chưa làm bài. Thì thầy cô nên chọn tính năng này để mình sẽ thống nhất một thời gian mở đáp án ra để các bạn học sinh có thể thấy được đáp án ạ. Thì ví dụ như ngày hôm nay thầy cô cho các bạn học sinh làm là ngày 28 thì thầy cô có thể chọn là các em học sinh có thể xem đáp án đúng vào ngày 30. Thầy cô sẽ tích chọn vào đây. Tính năng này cũng rất quan trọng nha thầy cô. Đây là tính năng hiển thị một câu hỏi một lần. Có nghĩa là khi mà các bạn học sinh làm bài thì các bạn sẽ không nhìn thấy được tất cả các câu hỏi ở cùng một thời điểm. Mà các bạn chỉ thấy là mỗi một lần mà các bạn chọn một câu hỏi thì nó sẽ hiển thị một lần. Cái tính năng này sẽ ngăn chặn được việc các em học sinh gian lận, bởi vì nhiều khi là tất cả các câu hỏi đều hiển thị cùng một thời điểm thì các bạn học sinh chỉ cần chụp màn hình và gửi sang cho các bạn khác. Thì thầy cô nên chọn tính năng này để mà mỗi một câu hỏi chỉ hiển thị một lần thì các em học sinh sẽ
không không thể nào mà chụp hết tất cả các câu hỏi để mà gửi cho các bạn được ạ. Ở nước ngoài thì người ta sử dụng rất là nhiều tính năng này, ví dụ như là hiển thị câu hỏi một lần và kèm thêm cái tính năng là khóa câu hỏi sau khi trả lời, có nghĩa là sau khi các em học sinh hoàn thành câu 1 và các em chọn đáp án xong, các em chuyển sang câu 2 thì các em sẽ không thể nào quay lại được câu 1 để mà chỉnh sửa lại đáp án nha thầy cô. Rồi, sau khi mà thầy cô đã cài đặt tất cả các tính năng trong phần chi tiết của bài kiểm tra xong thì thầy cô sẽ tiếp theo là thầy cô sẽ chuyển sang phần là thêm nội dung cho câu hỏi. Thì đây có thể là một số thầy cô đã biết cái tính năng này hoặc là có thể một số thầy cô chưa biết. Thì hiện nay hầu như là các thầy cô đều đang thêm câu hỏi bằng cách thủ công. Có nghĩa là mỗi một câu hỏi thì thầy cô sẽ bấm vào thêm câu mới và nhập nội dung cho câu đó. Tuy nhiên là đối với những cái bài kiểm tra dài, ví dụ như 40 câu hoặc là 50 câu, thì thầy cô làm cái cách này rất là mất thời gian. Đối với những cái bài kiểm tra trắc nghiệm với thầy cô, thì thầy cô có thể là làm theo cái cách là ở đây em sẽ có một cái file Word. Em sẽ cho thầy cô thấy được cái format để thầy cô upload lên. Đây là file Word mà thầy cô sẽ chỉnh sửa ở trên máy. Thì sau khi mà thầy cô upload lên trên hệ thống LMS thì hệ thống sẽ nhận diện được là câu 1, câu 2, câu 3 và sẽ upload lên trên hệ thống cho thầy cô theo thứ tự. Thì nếu như mà thầy cô chuẩn bị một file Word như vậy thì thầy cô không cần phải add riêng từng câu. Nó rất là mất thời gian của thầy cô ạ. Thì thầy cô chỉ cần làm theo cái file mẫu này là câu 1 chấm và nội dung của câu hỏi. Sau đó là đáp án A chấm B chấm C chấm D chấm. Và đáp án nào đúng thì thầy cô sẽ tô highlight màu vàng giúp em để hệ thống có thể nhận diện được đó là đáp án đúng nha thầy cô. Thì sau khi mà thầy cô đã chuẩn bị được một cái file Word như thế này thì thầy cô chỉ việc là upload lên trên hệ thống LMS và sau đó là mình sẽ chọn từng câu hỏi để mà chuyển đến cho các bạn học sinh. Thì ở đây sau cái buổi tập huấn ngày hôm nay thì em sẽ gửi chi tiết cái phần là upload theo cái dạng file Word để mà thầy cô có thể thực hành theo. Ngày hôm nay em chỉ nói qua cái tính năng này để thầy cô có thể là biết được là trên hệ thống LMS đang có tính năng này. Sau khi mà thầy cô đã tạo xong các câu hỏi rồi, thì ở đây hệ thống LMS đang hỗ trợ cho thầy cô rất là nhiều dạng câu hỏi. Dạng câu hỏi thứ nhất là dạng trắc nghiệm. Thì ở đây thầy cô có thể là sử dụng file Word để mà mình upload lên để đỡ cái thời gian mà mình phải nhập các câu hỏi vào trong hệ thống. Dạng thứ hai mà thầy cô sử dụng nhiều đó chính là câu hỏi trả lời bằng tập tin hoặc là câu hỏi trả lời tiểu luận. Thì có nghĩa là khi mà thầy cô muốn cho học sinh sử dụng một cái câu hỏi cho học sinh làm bài tự luận đó, thì thầy cô có thể là yêu cầu học sinh nộp lại câu trả lời bằng tập tin. Ở đây các em học sinh sẽ tải những cái file Word, file PDF lên. Thầy cô sẽ kiểm tra xem các cái câu đó và thầy cô sẽ tự chấm điểm trên hệ thống LMS. Sau khi mà nhập các nội dung của câu hỏi xong thì thầy cô chỉ việc là lưu lại câu hỏi thôi. Ở đây em sẽ mở một cái đường link để cho thầy cô có thể là xem một cái câu hỏi mẫu mà em đã chuẩn bị. Do là thời gian không nhiều cho nên là em sẽ không có đi chi tiết vào từng cái thao tác nha thầy cô. Ở đây sau cái buổi tập huấn này thì em sẽ gửi các tài liệu để thầy cô có thể là thao tác theo ở trên hệ thống. Đây là khóa học tập huấn lịch sử và địa lý mà đợt vừa rồi thầy cô đã làm. Ở đây có cái phần là hoạt động kiểm tra kiến thức. Sau khi mà thầy cô đã tạo được các cái bài kiểm tra cho học sinh xong
thì mình sẽ làm như thế nào để mình xem được là từng em học sinh làm gì ở trên hệ thống, nghĩa là xem thống kê cái điểm số của các bạn học sinh đó. Thì thầy cô sẽ vào đây, ở đây nó sẽ có cái mục là Speed Grader nha thầy cô. Thầy cô chỉ cần nhắc vào cái câu hỏi mà thầy cô vừa tạo, xong sau đó là mình sẽ chọn cái Speed Grader này, thì hệ thống sẽ tải cho thầy cô xem là từng em học sinh đã điểm số của các bạn như thế nào và ngày nào giờ nào các bạn làm như thế nào, thì thầy cô có thể là xem ở trong này. Do là lớp học này có tới 1.000 học viên lận cho nên là hệ thống load hơi chậm chậm tính thì cô. Dạ, đây là phần bài làm của các bạn học sinh. Thì em ví dụ như là ở trong lớp có rất nhiều học sinh thì thầy cô có thể là xem ở đây. Thì trong cái bảng này thầy cô sẽ thấy được là bạn Lý Huỳnh Thanh Tâm là đã làm bài này. Bạn Nguyễn Anh Đào, ở đây hệ thống sẽ làm mờ đi, có nghĩa là bạn đó chưa làm cái câu hỏi khảo sát lịch sử và địa lý này nha thầy cô. Thì từng bạn điểm số bao nhiêu thì hệ thống sẽ hiện ở trên này. Em ví dụ như là một bạn học sinh, bạn khiếu nại là bạn bạn làm đề như vậy nhưng mà tại sao điểm lại ra kết quả khác, thì thầy cô có thể là truy cập vào cái Speed Grader này và thầy cô bấm vào cái nút View Log ở đây, thì hệ thống sẽ ghi nhận từng cái thao tác của các bạn học sinh trên hệ thống như thế nào. Em ví dụ như là ở đây thầy cô thông cảm là do hệ thống này em đang sử dụng là bảng tiếng Anh. Ví dụ như là hệ thống sẽ ghi nhận được vào lúc 12 giờ 2 phút là bạn Lý Huỳnh Thanh Tâm này bắt đầu truy cập vào hệ thống và làm bài. 12 giờ 17 phút là bạn bắt đầu làm câu hỏi số 9. Bạn sẽ xem câu hỏi số 9. Và 12 giờ 28 phút là bạn bắt đầu trả lời câu hỏi số 1. Thì từng hành vi của bạn học sinh như thế nào thì hệ thống sẽ ghi nhận ở trên đây. Thầy cô có thể là khi học sinh khiếu nại hoặc là muốn xem lại cái hành vi quá trình làm bài của mình thì thầy cô có thể truy cập vào Speed Grader và gửi cái action log này để cho các bạn học sinh có thể xem được cái quá trình làm bài của mình ạ. Tiếp theo đó là cái phần mà nếu như mà thầy cô đã tạo được một đề kiểm tra rồi và phần tự luận thầy cô sẽ chấm như thế nào, thì ở đây thầy cô sẽ cũng phải nhắc vào cái bài kiểm tra đó. Sau đó là thầy cô sẽ vào cái phần là Speed Grader luôn nha thầy cô. Thì hệ thống vẫn sẽ hiện giao diện giống như thầy cô, giống như lúc này thầy cô đang thấy. Tuy nhiên là ở cái phần này nè thầy cô, ở cái phần này thì hệ thống sẽ hiển thị ra cái ô để mà thầy cô có thể nhập điểm số vào. Và thầy cô sau khi mà nhập điểm số vào đây thì có thể là nhập cái lời nhận xét bài làm của các bạn học sinh. Thì như vậy là các bạn học sinh sẽ nhận được phản hồi của thầy cô ở bên tài khoản của các bạn ạ. Như vậy là em đã vừa thao tác và hướng dẫn cho thầy cô xem xong cái cách như thế nào để thầy cô có thể tạo được những cái câu hỏi, tạo được những cái đề kiểm tra để cho các bạn học sinh làm bài kiểm tra kiến thức của các em. Thì thầy cô nhớ là mình đừng quên là sau khi mà mình đã tạo xong một cái nội dung gì đó thì thầy cô phải nhắc vào cái nút công bố này thì các bên các em học sinh mới có thể thấy được nội dung của thầy cô ạ. Tiếp theo là em sẽ hướng dẫn cho thầy cô như thế nào để mà thầy cô có thể tạo được một cái đề tài thảo luận ở trong cái nội dung của chương trình học của thầy cô. Ở đây thầy cô có thể là một là mình bấm vào cái nút thảo luận ở đây để mình tạo, hai là mình có thể là nhắc vào cái nội dung của module và mình tạo ở đây là cái nút thảo luận nè thầy cô. Mình có thể thiết kế là trong mỗi một cái bài mình sẽ tạo ra một cái chuyên đề thảo luận để các bạn học sinh có thể là dễ dàng vào đây và xem là
các nội dung mà các bạn đang bị hỏng kiến thức đó, thì các bạn có thể vào cái mục thảo luận để các bạn trao đổi, chia sẻ với nhau những cái kiến thức. Em ví dụ như là ở đây em sẽ bấm chọn nội dung là tạo một cái bài thảo luận ở đây, thì em sẽ đặt tên là thảo luận bài 1. Và sau đó em chỉ việc là bấm thêm mục thôi. Thì thầy cô muốn các bạn học sinh thảo luận như thế nào thì mình sẽ nhấp chọn vào cái nút là thảo luận bài 1. Mình có thể thêm nội dung ở đây. Thầy cô bấm chỉnh sửa. Sau đó mình thêm nội dung là các em học sinh có thắc mắc gì. Thì nhập bình luận bên dưới. Thế đây thầy cô sẽ thấy cái cách hoạt động của nó giống như là ở trên Facebook. Thì thầy cô sẽ tạo một cái nội dung và sau đó là bên dưới có cho phép các học sinh thích cái nội dung này và các bạn học sinh sẽ trả lời các nội dung, phản hồi các nội dung mà thầy cô đã tạo nha. Thì thầy cô có thể là tạo một cái thời gian thầy cô bắt đầu và kết thúc cái hội thảo này. Thì các em học sinh trong khoảng thời gian này sẽ có thể là bàn luận, chia sẻ về cái chủ đề, cái nội dung này hả thầy cô? Ở đây thầy cô có thể là chọn luôn và công bố luôn thì hệ thống sẽ công bố cái nội dung này cho thầy cô luôn ạ. Vậy rồi, thì sau khi mà thầy cô đã tạo được cái bài thảo luận này thì các em học sinh chỉ việc là viết cái phản hồi bên dưới và thầy cô sẽ xem được là các bạn học sinh hoạt động được như thế nào trong một thảo luận này. Và ở đây hệ thống sẽ cho phép thầy cô là xem được những bạn nào chưa đọc cái phần thảo luận này thì thầy cô sẽ biết được là bạn nào trong lớp mình đang tích cực hoạt động nha thầy cô. Thầy cô có thể là bấm vào cái nút này để mà mình xem được là bạn nào đã xem những cái mục thảo luận này ạ. Ở trên hệ thống LMS này hỗ trợ cho thầy cô rất là nhiều tính năng. Em ví dụ như là em nhấp vào đây thì thầy cô có thể là thêm nội dung của rất là nhiều phần, ví dụ như là bài tập, đề kiểm tra, tập tin, trang thảo luận hoặc là tiêu đề văn bản gì đó. Thì em chỉ hướng dẫn cho thầy cô ba cái nội dung chính, đó chính là làm như thế nào để thầy cô có thể thêm tập tin, thêm đề kiểm tra và thêm cái mục thảo luận. Thì đây là ba nội dung chính mà thầy cô có thể mình tham khảo cái phần này để mà mình đưa các nội dung vào khóa học của mình. Thì đối với phần này thì sau khi mà em đã hướng dẫn một thêm nội dung vào từng module thì không biết là thầy cô có thắc mắc gì không thì thầy cô có thể là chia sẻ để em có thể giải đáp thắc mắc cho thầy cô nha. Ở từng phần em sẽ dừng lại một tí để em xem là thầy cô có, trong quá trình mà mình sử dụng lời nét, thầy cô có vướng mắc gì không thì em sẽ giải đáp cho thầy cô trong buổi ngày hôm nay. Thầy cô nào mình có ý kiến thì thầy cô có thể là nhấp vào cái biểu tượng giơ tay ở bên dưới màn hình để em có thể là mời thầy cô lên phát biểu nha thầy cô. Dạ em mời cô Ngô Thị Thanh. Do là cái tên dài quá cho nên là em không có thấy được. Em mời cô ạ. Cô bật micro lên đi cô. Ở góc trên cùng của màn hình có cái nút bật micro ạ. Cô có thấy ở trên cùng có cái micro không? Cô nhắc vào đó đi. Do là em thấy ghi nhận từ hệ thống mà cô chưa bật micro ạ. Trong lúc đợi cô Ngô Thị Thanh chuẩn bị micro thì mời cô khác có thể giơ tay ạ. Dạ em mời cô Bạch Thị Thanh ạ.
cô Trúc nghe được chưa cô Trúc? À dạ em nghe được rồi cô. À tại vì á, khi mà tôi dạy 4 lớp lịch sử đi thì lớp, ví dụ như giờ chính là 1 thì sau khi tôi soạn bài xong gửi lên cho học sinh xem, giao diện cho học sinh đó, thì tôi import cái cài đặt khóa học để import cái nội dung này cho lớp 92, 93, 94 thì có lớp import được, có lớp import không được, thì tại sao thì thưa cô? Nó sẽ hiện ở trạng thái là chờ xử lý đúng không cô? Xếp hàng. Để là xếp hàng. Đó. Xếp hàng ạ. À. Dạ, có thể là các khóa học này phải cô phải chấp nhận, cô phải duyệt để mà import vào. Có lớp phần này để em xem lại, không? Em phản hồi cho cô nha. Dạ, rồi còn cho xin hỏi câu thứ hai nữa. Dạ. Một chút. Là có những cái khóa học mà tôi tạo ra nhưng bây giờ không cần dùng nữa thì muốn xóa đi thì làm sao thưa cô? Nếu những khóa học nào mà cô không cần dùng nữa thì cô có thể là vào phần cài đặt khóa học, sau đó là cô chọn kết thúc khóa học nha cô. Dạ, rồi, xin cảm ơn cô. Dạ. Dạ, tiếp theo mời cô Bạch Thị Thanh. Cô Bạch Thị Thanh bật mic lên đi cô. Chắc là em sẽ trả lời khoảng 5 câu hỏi, sau đó là em sẽ chuyển sang nội dung tập huấn tiếp theo ạ. Dạ mời cô Đặng Thanh Hoa. Thầy cô mình lưu ý, sau khi mà thầy cô được mời lên bục giảng thì thầy cô sẽ chọn vào biểu tượng micro ở bên trên thì thầy cô mới có thể là phát biểu. Dạ, thưa cô Trúc ạ, cho mình hỏi là cái file mà mình đưa vô trong cái tập tin á, nó có hạn chế cái đuôi là .docx hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là nãy như cô hướng dẫn á, thì cái phần đáp án trắc nghiệm á, là giáo viên đưa lên á, là không cần chọn đáp án giống như những cái phần mềm lớp học hay là phần mềm Google Form, mà giáo viên chỉ cần đưa cái file đó là có tô màu vàng như cô nói. Như vậy có đúng không vậy? Dạ, có hai câu hỏi như vậy thôi. Đối với câu hỏi thứ nhất là hệ thống có hỗ trợ nhiều cái tập tin, nhiều dạng đuôi tập tin để thầy cô đưa lên hay không, thì câu trả lời là có nha thầy cô. Thầy cô có thể là đưa các dạng file PDF, file PowerPoint, PPT hoặc là PPTX hoặc là Doc hoặc là DocX đều được. Thậm chí là thầy cô đưa file MP3, MP4 lên đều được nha thầy cô. Câu hỏi số 2 là cô có hỏi là nếu như mà phần đáp án để hệ thống nhận diện được á, thì thầy cô sẽ chuẩn bị highlight cái đáp án đó. Thì thầy cô chỉ việc là làm theo đúng cái mẫu form của file này thì hệ thống sẽ nhận diện được nha thầy cô. Ở đây hệ thống sẽ xem là cái đáp án nào đang được highlight thì nó sẽ đưa lên trên hệ thống và nhận diện được đó là đáp án đúng ạ. Nhưng mà thầy cô sau khi mà mình đã upload các câu hỏi lên thì mình nên làm qua một bước là mình kiểm duyệt lại các câu hệ thống có đưa đúng hay chưa và đáp án đúng hay chưa. Mình nên xem qua trước cái phần đó để mà mình chắc chắn là các nội dung của câu hỏi mình đưa lên là đúng nha thầy cô. Cảm ơn cô. Dạ. Không biết là thầy cô là có câu hỏi không ạ? Ở đây em thấy có thầy Huỳnh Văn Thành. Dạ mời thầy Huỳnh Văn Thành. Cô cho hỏi là hướng dẫn việc thực hiện mà lớp học ảo trên cái LMS này cô. Thì trong các phần mềm trước thì nó có hướng dẫn cái lớp học ảo, vậy chúng ta tạo cái lớp học ảo trên đây như thế nào và học sinh vào tham gia thì bằng cách nào ạ? Dạ, tí nữa em sẽ nói về phần này nha thầy Thành. Rồi, cảm ơn cô. Dạ. Em sẽ trả lời thêm hai câu hỏi cuối nữa thì em sẽ bắt đầu hướng dẫn phần tiếp theo ạ. Mời cô Bạch Thị Thanh. Cô Thanh ơi, cô bật mic được chưa? Cô bật micro lên mới phát biểu được nha cô. Em thấy hệ thống ghi nhận là cô chưa bật mic ạ. Mời thầy Nguyễn Tiến Anh. Alo ạ.
Dạ nghe rõ thầy ơi. Cho em hỏi là mình đưa những cái bài này là bài kiểm tra về những cái bài như PowerPoint có đưa lên trên này hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là bên cạnh những cái phần mềm như là SUP hay là lớp học chấm hcm.vn vậy thì mình làm thêm LMS trên này, như vậy là có tới 3 trang để mình có thể là tiến hành giảng dạy cho học sinh, phải không ạ? Có sự thống nhất nào về một trang không ạ? Rồi, đó là hai câu hỏi của em ạ. Dạ, câu hỏi thứ nhất là lúc nãy em có hướng dẫn đó, trong cái phần mà thêm nội dung của module nó có rất là nhiều phần. Phần thứ nhất là thêm tập tin. Thì tập tin ở đây hệ thống hỗ trợ rất là nhiều tập tin để thầy cô có thể tải lên Word, PDF hoặc là PowerPoint. Thì phần đầu tiên là thầy có thể tải file PowerPoint lên nha thầy. Phần thứ hai là có cái sự thống nhất nào giữa các phần mềm hay không. Thì hiện nay không phải chỉ có 3 phần mềm mà thầy nêu, mà có tới 12 phần mềm đã tích hợp cơ sở dữ liệu với sở giáo dục. Có nghĩa là khi mà học sinh đăng nhập thì các em không cần phải tạo tài khoản mới, mà các em chỉ việc là sử dụng cái tài khoản mà sở đã cấp cho các em học sinh, và thầy cô cũng sử dụng tài khoản mà sở đã cấp để mà truy cập vào. Thì có một số phần mềm hiện nay đã đồng bộ được lớp học từ cái trang từ các trang với nhau. Ví dụ như là thầy dùng LMS, thầy đã tạo các khóa học ở trên đó rồi, thì sang VMBT hoặc là GitHub thầy có thể là thấy được các khóa học đó mà không cần phải tạo lại. Tuy nhiên có một số phần mềm thì chưa đồng bộ được lớp học thì giáo viên trong trường phải tạo lại. Thì cái này nếu mà trường sử dụng phần mềm nào thì mình có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của phần mềm đó để được hỗ trợ về cái phần tạo lớp. Ở đây nó chỉ có sự đồng bộ giữa các phần mềm là đồng bộ về tài khoản hoặc là đồng bộ về lớp học thôi nha thầy anh. Còn về nội dung của các nội dung khóa học thì nó sẽ không đồng bộ giữa các phần mềm. Nếu như mình chuyển từ phần mềm A sang phần mềm B thì thầy cô phải up lại các nội dung của bài, thầy cô phải xây dựng lại các nội dung của từng module. Trong buổi tập huấn ngày hôm nay thì ở đây không bắt buộc thầy cô phải sử dụng hệ thống LMS, mà tùy trường lựa chọn phần mềm nào thì thầy cô sẽ sử dụng phần mềm đó. Việc tập huấn phần mềm LMS ngày hôm nay chỉ là nội dung bổ sung thêm cho các thầy cô nào có trường mình đang gặp trục trặc về hệ thống cũ, mình có nhu cầu mình chuyển sang hệ thống LMS của Hồ Chí Minh thì mình có thể là xem cái phần hướng dẫn của em ạ. Dạ em xin hết câu phần trả lời của mình nha thầy anh. Nãy giờ thấy cô Bạch Thị Thanh Duyên giơ tay, tuy nhiên là cô không có bật micro được. Thì ở đây cô có thể là chat trong cái mục chat, em sẽ xem là cô đang vướng mắc ở chỗ nào, tí nữa em sẽ trả lời cho cô nha. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cho thầy cô các cái nội dung mới. Ở đây sau khi mà thêm nội dung các module rồi, lúc nãy mục số 3 em chưa hướng dẫn cho thầy cô, thì bây giờ em sẽ chia sẻ màn hình để hướng dẫn thầy cô cái cách để thầy cô có thể thêm học viên vào trong khóa học của mình nha thầy cô. Sau khi thầy cô đã tạo xong nội dung của khóa học thì thầy cô có thể là nhìn bên cột bên tay trái này, nó sẽ có cái chữ là thành viên. Thầy cô sẽ nhấp chọn vào đây để mình có thể thêm thành viên vào khóa học ạ. Để đây sẽ có cái nút là thêm thành viên mới nè thầy cô. Thì như em đã nói thì trên các hệ thống mà đã đồng bộ cơ sở dữ liệu thì thầy cô phải bắt buộc phải sử dụng các cái tài khoản mà do sở đã cung cấp. Thì ở đây thầy cô không thể nào mà thêm thành viên, thêm học viên vào khóa học bằng địa chỉ email được, mà thầy cô sẽ sử dụng login ID này. Thì ở đây thầy cô sẽ tổng hợp các cái mã login ID của học sinh để thầy cô copy và paste vào đây. Mình nên chuẩn bị file Excel nha thầy cô, chứ mình đừng có gõ từng em học sinh. Không, ví dụ như là lớp có 40 em học sinh thì mình sẽ chuẩn bị cái file Excel. Và cái login ID này nó sẽ có dạng là ví dụ dạng ký tự, ví dụ A, W, B, H, I, U. Thì nó sẽ có cái dạng ký tự là bao gồm 6 chữ cái, bao gồm chữ hoặc là số hả thầy cô. Thì sau khi mà
mình đã gõ xong cái login ID này rồi thì thầy cô sẽ bấm tiếp theo và mình chỉ việc là thêm học sinh đó vào trong cái khóa học của mình thôi. Ở đây thì cái cách này hơi mất thời gian một tí, bởi vì thầy cô phải tổng hợp một cái file Excel của học sinh và mình sẽ thêm học sinh vào các cái file đó, thì nó hơi mất thời gian một tí. Thì em sẽ hướng dẫn cho thầy cô cái cách thứ hai để thầy cô không phải thêm từng em học sinh như vậy nữa, mà mình sẽ gửi một cái đường link để các bạn học sinh lớp nào thì các bạn sẽ tự đăng ký vào cái khóa học. Thì đây thầy cô sẽ nhìn bên cột bên tay trái giúp em có cái mục là cài đặt khóa học nè. Tiếp theo thầy cô sẽ kéo xuống ở bên dưới trong cái phần chi tiết khóa học này, thì nó sẽ có một cái lựa chọn, thì thầy cô sẽ chọn cái mục là lựa chọn khác. Ở đây sẽ có cái lựa chọn là cho phép học viên tự ghi danh bằng cách chia sẻ URL hoặc mã bí mật, thì thầy cô sẽ tích chọn vào cái nút này ha. Sau đó là mình bấm vào cái mục là cập nhật chi tiết khóa học. Thì sau khi mà thầy cô đã cập nhật khóa học này xong thì mình sẽ copy cái đường link mà hệ thống đã ghi nhận vừa rồi, thì thầy cô sẽ gửi cho các bạn học sinh. Thì lúc này các bạn sẽ sử dụng tài khoản mà sở đã cấp cho các bạn đăng nhập vào và các bạn tự động ghi danh vào khóa học này thôi nha thầy cô. Mình chỉ việc là sau đó mình vào cái mục thành viên và mình sẽ kiểm tra xem là các em nào đã đăng ký ghi danh vào khóa học của thầy cô. Ở đây khi mà thầy cô muốn xem là các bạn học sinh có vào đầy đủ hay chưa, nếu đủ rồi, nếu dư thì thầy cô sẽ thêm thành viên mới, còn nếu dư thì thầy cô sẽ xóa bớt học viên, xem là các bạn học sinh nào đang là học viên của lớp mình, còn nếu thiếu thì các thầy cô có thể là lựa chọn các cách là một là thêm thành viên mới, hai là thầy cô cài đặt khóa học và gửi cái đường link cho các bạn tự ghi danh vào khóa học này. Thì nếu như mà học viên của thầy cô không phải ở trong lớp của thầy cô thì thầy cô sẽ chọn trong cái phần cài đặt ở đây này. Ở phía cuối cùng tên của từng bạn học sinh nó sẽ có cái dấu ba chấm này, thầy cô nhấp vào đây và bấm vào cái nút là xóa khỏi khóa học thì bạn học sinh đó sẽ không còn ở trong khóa học của thầy cô ạ. Như vậy là em đã vừa hướng dẫn cho thầy cô xong cái cách để thầy cô có thể là thêm được thành viên vào trong khóa học này. Ở phần nội dung cuối cùng thì em sẽ hướng dẫn cho thầy cô cái cách để thầy cô có thể tạo một cái lớp học trực tuyến như thế nào. Thì thầy cô sẽ nhìn bên cột bên tay trái nè, như các thầy cô tham gia cái cuộc họp chuyên môn thì thầy cô đang sử dụng cái lớp học ảo Classin. Thì hiện nay trên hệ thống LMS này đang hỗ trợ hai phần hội thảo trực tuyến, dạy trực tuyến. Phần thứ nhất là lớp học ảo Classin này là như cái phần mà thầy cô đang tham gia họp chuyên môn. Phần thứ hai là hội thảo trực tuyến. Thì trong hội thảo trực tuyến này, thầy cô sẽ được quyền tích hợp Google Meet hoặc là Zoom vào trong đây để có thể là tổ chức các buổi hội thảo. Đây, thì khi mà thầy cô nhấp vào cái nút là thêm hội thảo mới, ở đây nó sẽ cho phép thầy cô chọn cái loại là Google Meet hoặc là BBB. Thì hiện nay các trường đang dùng nhiều Google Meet ạ. Ở đây thì tài khoản của các thầy cô sẽ chưa thêm được đâu ạ. Sau buổi ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn cho thầy cô cái cách để mà thầy cô có thể là tạo được một cái mã từ Google để mà mình có thể là tạo các hội thảo trực tuyến ở đây. Như tài khoản của thầy cô có thể vào thử thì khi mà thầy cô tạo một cái hội thảo ở trên này thì thầy cô không thể bắt đầu cái khóa học trực tuyến trên Google Meet được, bởi vì tài khoản LMS của thầy cô chưa được xác thực từ Google. Thầy cô phải được xác thực từ Google thì mình mới có thể tạo được nha thầy cô. Ở đây em sẽ có một cái file hướng dẫn cho thầy cô cái cách để mà Google xác thực cái tài khoản LMS của thầy cô. Trong buổi ngày hôm nay thì không thể nào mà nói hết được. Cách thứ nhất thầy cô muốn tạo một cái Google Meet. Cách thứ hai mà thầy cô muốn sử dụng Google Meet để dạy trực tuyến này, chỉ có cách là admin trường sẽ liên hệ với bên bộ phận chăm sóc khách hàng của cái trang LMS này. Thì bên họ sẽ cung cấp cho admin trường các cái tài khoản để mà trường có thể tạo ra lớp học LMS sẵn cho thầy cô luôn. Mình chỉ việc vào trong cái hội thảo trực tuyến này và mình bắt đầu những cái khóa học là được. Thầy cô không cần phải làm thêm cái bước là xác thực Google nữa.
Thì ở đây nếu như mà trường nào mà muốn sử dụng LMS này và sử dụng Google Meet để dạy thì thầy cô có thể là báo admin của trường liên hệ với trung tâm thông tin để có cái hướng dẫn về cái việc là tích hợp Google Meet vào trong hội thảo trực tuyến nha thầy cô. Phần thứ hai, thầy cô có thể là thêm được dễ hơn, đó chính là lớp học ảo Class In. Thì lớp học ảo Class In này thầy cô chỉ việc là nhắc vào cái mục lớp học ảo Class In và mình tạo ra khóa học thôi. Thì hệ thống nó sẽ tự động nó chuyển sang. Ở đây thường thầy cô sẽ thấy cái giao diện này thì mình chỉ việc là click here ở đây thôi. Hệ thống nó có hướng dẫn cho mình thầy cô. Nó mà hiện ra như thế này là hệ thống đang bị lỗi nha thầy cô. Thầy cô sẽ chọn cho tới khi mà hệ thống nó ra cái giao diện này. Thầy cô có thể là create lesson ở đây. Đó. Thì mới là thành công ạ. Rồi, thì sau khi ra được giao diện này rồi thì thầy cô sẽ bấm vào cái nút create lesson, có nghĩa là tạo ra lớp học á. Thì thầy cô sẽ đầu tiên là mình sẽ nhập tên nội dung, ví dụ như là lớp toán 11. Thì thầy cô sẽ nhập nội dung ở đây. Thầy cô sẽ bắt đầu chỉnh thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc cho buổi học này. Thường thì ví dụ như lớp học của thầy cô bắt đầu vào lúc 7:30 thì thầy cô nên chỉnh 6:45 là khóa học này mở ra. Thì các bạn học sinh nào vào sớm thì các bạn có thể vào được lớp học nha thầy cô. Sau đó là thầy cô sẽ chỉnh cái thời lượng diễn ra của lớp học này. Ví dụ như là lớp học này diễn ra tầm 1 tiếng thì thầy cô sẽ chỉnh 1 tiếng ở đây. Và sau đó thầy cô sẽ thêm người giáo viên hoặc là trợ giảng cho lớp học này. Sau khi đã chọn xong đầy đủ các trường thông tin rồi thì thầy cô chỉ việc là nhấp vào cái nút là Add Lesson này thôi. Thì ở đây học viên làm sao có thể vào trong cái khóa học của thầy cô thì thầy cô sẽ không cần phải làm thêm thao tác gì hết, mà hệ thống sẽ nhận diện được là các thành viên trong khóa học này với vai trò là học viên thì sẽ được quyền tham gia vào lớp học ảo Class In này. Thì khi mà đến giờ học của thầy cô thì các bạn học sinh chỉ việc là truy cập vào khóa học này, vào một lớp học ảo Class In và mình sẽ enter vào lớp học thôi nha thầy cô. Để đây em phần chi tiết của từng cái hướng dẫn em sẽ gửi lại file cho thầy cô trên trang LMS khóa tập huấn hội nghị chuyên môn lịch sử, thì thầy cô có thể là xem file hướng dẫn đó. Như vậy là em vừa hướng dẫn cho thầy cô xong cái cách để mà thầy cô có thể là tạo hội thảo trực tuyến Google hoặc là tạo một cái phòng lớp học ảo Class In. Em xin phép ngừng chia sẻ màn hình để có thể là giải đáp thắc mắc cho thầy cô ở từng phần. Thầy cô nào mình có thắc mắc thì thầy cô nhắc vào cái biểu tượng giơ tay ở bên dưới giúp em thầy cô. Ở đây có một thầy Phạm Thế Vũ có hỏi là nếu nhà trường sử dụng phần mềm Upload đã liên kết với sở thì có cần làm bài trên LMS như cô hướng dẫn không? Để đây nếu mà thầy đã sử dụng phần mềm Upload rồi thì mình giao bài tập trên Upload luôn nha thầy, chứ mình không cần phải sử dụng hệ thống LMS của sở ạ. Trường sử dụng phần mềm nào thì mình sẽ thao tác trên phần mềm đó. Dạ, thầy cô, em đã hướng dẫn cho thầy cô xong cái cách thầy cô có thể là tạo được phòng học trực tuyến. Để đây em xin tóm lại hai ý. Ý thứ nhất là nếu mà thầy cô dạy trên Google Meet thì thầy cô có thể là, thứ nhất là thầy cô sẽ xác thực từ Google thì em sẽ gửi cái file hướng dẫn cho thầy cô. Cách thứ hai là admin sẽ liên hệ với trung tâm thông tin thì bên em sẽ hỗ trợ cho trường tạo sẵn những cái khóa học ở trên này. Thầy cô chỉ việc là truy cập vào và vào đúng lớp của mình là có thể dạy trực tuyến trên Google. Tuy nhiên trên Google Meet thì nó sẽ có giới hạn, đó chính là một lớp chỉ có thể là diễn ra 100 học sinh trên một lần thôi nha thầy cô. Đối với phòng học trực tuyến thứ hai đó chính là Class In, thì thầy cô chỉ việc là truy cập vào hệ thống và mình sẽ tạo một cái phòng học ảo Class In ở trên đó. Thì các thành viên được xem là học viên trên khóa học của thầy cô có thể truy cập vào lớp học ảo Class In đó. Tuy nhiên là lớp học ảo Class In này yêu cầu bắt buộc là các bạn học sinh phải tải cái phần mềm Class In về thì mới học được nha thầy cô.
thầy cô mình có thắc mắc gì về phần dạy trực tuyến không ạ? Lúc nãy em thấy có một thầy giơ tay, thầy giơ tay lại giúp em nha. Thầy Nguyễn Ngọc Hưng, chương trình rất hay cô ạ. Mà chỗ đường truyền trên mạng của LMS của mình cho học sinh làm kiểm tra hay bị lắc mạng lắm, sợ mình bắt được thầy cô. Dạ, hiện nay thì hệ thống LMS để đảm bảo cho các trường có thể sử dụng tốt nhất thì bên em đã ngưng nhận thêm các trường mới và chỉ phục vụ cho các trường hiện nay đang sử dụng, thì có khoảng 70 trường đang nằm trong danh sách mà bên em đang hỗ trợ. Thì trong tuần này bên em sẽ nâng cấp thêm server để các trường có thể sử dụng là không gặp tình trạng ao lắc như hôm giờ mình sử dụng nha thầy cô. Cô Xuân Hương, mình có thể tạo trước link Google Meet rồi add vào LMS được không ạ? Cô ơi, như em đã nói thì phải có cái xác thực từ Google Meet thì trên sở mới có thể quản lý được các lớp thầy cô đang dạy ở trên Google Meet như thế nào ạ? Thì có hai cách. Một là thầy cô sẽ xác thực từ Google, em sẽ gửi file hướng dẫn cho mình. Chứ thầy cô không có tự tạo link Google Meet, sau đó là thầy cô sẽ add cái đường link vào trong các khóa học. Như vậy thì sở sẽ không quản lý được các cái lớp dạy trực tuyến ạ. Cách thứ hai là admin trường sẽ liên hệ với bên em để bên em hỗ trợ cho thầy cô tạo các cái lớp học Google Meet. Dạ cô Lê Thị Vân, cô phát biểu đi cô. Em ơi, cho cô hỏi cái ví dụ như học sinh mà nó không vào được cái phần mềm LMS á để nó vào cái lớp học ảo được á, vì nghẽn mạch á, thì làm cách nào để mình chia sẻ cái đường link cho các em nó vào, giống như sáng hôm nay giáo viên vào tập huấn môn lịch sử em? Dạ, hiện nay cái đường link mà chia sẻ đó chỉ hỗ trợ đối với những lớp học mà đông học viên, ví dụ như là lớp học mà có số lượng 200 học viên, còn lớp của mình có khoảng 34 học viên thì không có hỗ trợ chia sẻ cái đường link đó ạ. Tuy nhiên là bên tuy nhiên là bên bộ phận của phần mềm Classin này sẽ hỗ trợ cho thầy cô. Khi mà trường triển khai thì bên Classin sẽ lấy ra những cái danh sách tài khoản đã được đồng bộ với LMS của sở và gửi lại cho nhà trường cái danh sách của học sinh. Thì các bạn học sinh chỉ việc là truy cập trực tiếp vô phần mềm Classin chứ không cần phải thông qua LMS để tránh bị nghẽn hệ thống ạ. Như vậy là mình chỉ cần kêu học trò cài cái phần mềm Classin là nó vào được thôi, nếu nó đã có tài khoản. Trường chỉ việc là thông báo cho các bạn học sinh cài phần mềm Classin, sau đó bên bộ phận Classin sẽ hỗ trợ cho trường lấy các ID và mật khẩu của học sinh để truy cập trực tiếp vào trên phần mềm Classin. Ví dụ như trường không làm mà một ví dụ giáo viên muốn làm thôi em thì được không, hay là phải qua hệ thống của trường? Giáo viên muốn làm, nếu mà giáo viên muốn làm thì có thể liên hệ với Classin. Tuy nhiên là trường phải sử dụng, phải là trường đang sử dụng LMS thì mới hỗ trợ phần này nha cô. Tại vì trường cô thì sử dụng LMS, nhưng mà cái lớp học ảo thì ban giám hiệu không có triển khai. Nhưng mà mỗi lần học sinh vào học thì rất là khó khăn. Cho nên là cô muốn biết cái phần riêng này để ví dụ một mình cô sử dụng, cô muốn làm thì được hay không? Dạ được cô. Nếu mà trường đã sử dụng LMS rồi thì bên Classin sẽ hỗ trợ cho mình lấy những cái ID và mật khẩu của học sinh để có thể truy cập vào đó luôn ạ. Cuối buổi. Rồi, cô cảm ơn em. Cuối buổi ngày hôm nay em sẽ để lại thông tin số điện thoại. Thầy cô mình kết bạn Zalo với em, thì thầy cô cần hỗ trợ về phần mềm nào thì em sẽ đẩy về các phần mềm đó để các nhân viên bên đó sẽ hỗ trợ cho thầy cô sử dụng này, thì sau này cuối học kỳ. Rồi, cảm ơn em nhiều. Không biết là có thầy cô nào mình còn câu hỏi nào không ạ? Thầy cô giơ tay. Giơ tay vào cái biểu tượng ở bên cuối màn hình nha thầy cô. Dạ cảm ơn thầy Phạm Đình Hưng ạ.
đây còn một ý cuối cùng, em xin phép chia sẻ màn hình để chia sẻ nội dung cuối cùng cho thầy cô nha. Do thời gian không còn nhiều cho nên là em chỉ tập hướng ngắn gọn một số nội dung thôi ạ. Sau khi thầy cô đã tạo xong được các mô đun, các nội dung của khóa học rồi, thì thầy cô mình sẽ kiểm tra xem là khóa học này đã được công bố hay chưa. Mặc dù nội dung của thầy cô đã được công bố, nhưng nếu khóa học này chưa được công bố thì các bạn học sinh sẽ không thấy được khóa học của thầy cô ạ. Thì thầy cô công bố bằng cách là nhấp vào cái nút công bố ở ngay bên phải. Nếu như mà cái nút này nó hiện màu đen á, thì có nghĩa là thầy cô chưa công bố nha thầy cô. Thầy cô mình nhấp vào nút này giúp em thì khóa học này mới được công bố ạ. Cho nên có nhiều thầy cô là thắc mắc là sao mà thầy cô đã tạo xong khóa học, làm theo file hướng dẫn, add nội dung của khóa học, nhưng mà các bạn học sinh lại không thấy được khóa học của thầy cô đã tạo. Thì do là thầy cô chưa có bấm công bố vào cái khóa học này ạ. Sau khi mà thầy cô đã công bố xong khóa học, thầy cô muốn kiểm tra kỹ một lần nữa, hơn một tí nữa, thì thầy cô có thể là nhấp vào cái nút là chế độ xem của học viên này. Đó, thì thầy cô sẽ thấy được bên các bạn học sinh thấy những gì khi mà các bạn truy cập vào khóa học như thầy cô. Như vậy mình có thể là kiểm tra được cái khóa học của mình đã upload đầy đủ file hay chưa, đúng luồng khóa học hay chưa, và từng cái câu hỏi trắc nghiệm nội dung nó như thế nào, có đúng hay không. Thì thầy cô sẽ đóng vai là một học sinh để mà mình xem khóa học của mình tạo đã đúng hay chưa. Dạ, sau khi mà mình đã kiểm tra xong các khóa học rồi thì bên dưới nó có cái nút là rời khỏi chế độ xem của học viên này thầy cô. Mình nhấp vào đây để mà mình trở về cái vai trò là giáo viên khóa học này nha. Như vậy thì em đã hướng dẫn cho thầy cô xong 7 nội dung chính của hệ thống LMS này. Thì đây là một cái hệ thống mà sử dụng trên toàn cầu. Tất cả các khóa học của nước ngoài hầu như đều sử dụng hệ thống LMS này để mà giảng dạy các bạn học sinh. Không phải là hệ thống LMS.hcm.edu.vn này nước ngoài sử dụng nha thầy cô, mà là cái hệ thống tương tự như vậy. Nó là hệ thống mã nguồn mở. Các quốc gia đều sử dụng hệ thống này để giảng dạy các bạn học sinh. Thì tính năng trên hệ thống cũng tương tự như nhau. Các thầy cô sẽ khi mà nghiên cứu sâu vào hệ thống sẽ có rất là nhiều tính năng trên đó để mà phục vụ trong công tác dạy học trực tuyến. Thì thầy cô nếu mà mình có thời gian thì mình nên dành thời gian mình nghiên cứu và mình ứng dụng công nghệ thông tin vào trong cái bài giảng của mình để các bạn học sinh có thể là học tốt hơn ở trên hệ thống LMS. Thì nội dung tập huấn ngày hôm nay của em xin phép được kết thúc. Thì thầy cô có câu hỏi gì đặt ra thì thầy cô có thể là liên hệ với em sẽ để lại số điện thoại của em trong cái nội dung chat. Thầy cô có thể kết bạn Zalo để mà em giải đáp những thắc mắc cho thầy cô. Em xin phép được kết thúc nội dung tập huấn ngày hôm nay. Thì kính chúc các thầy cô trong đợt dịch này có nhiều sức khỏe và luôn giữ vững những cái năng lượng tích cực để có thể là dạy học tốt hơn, truyền những năng lượng tích cực đến cho học sinh của mình. Em xin phép được kết thúc.